Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Chiều nào Eric Ten Hag MU ký siêu sát thủ. MU chính thức thâu tóm ba tên binh cùng lúc. Cú đúp binh cho hàng công của MU cùng Hoi Nun và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chiều nào Eric Ten Hag MU ký siêu sát thủ. Theo thông tin mà tờ Mirror mới đăng tải, đội chủ sân Rochefort sẵn sàng chi 40 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Joshua Zizhi và đang tiến tới việc đàm phán với các điều khoản cá nhân với tiền đạo người Hàn An Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ tin rằng anh sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Manchester United và đủ tiềm năng để trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tương lai. Mẫu chính thức thâu tóm ba tân binh cùng lúc. Tuyển thủ người Scotland Cameron Mpofu là thần đồng mới nhất chuẩn bị gia nhập Man United vào mùa hè này. Theo Manchester Evening News, Quỷ Đỏ đang đẩy nhanh thương vụ và chỉ còn những bước cuối cùng. Họ thực hiện một quy trình kỹ lưỡng trước khi hoàn tất thỏa thuận với cầu thủ 15 tuổi. Cầu thủ trẻ này sẽ gia nhập là đào tạo của Man United cùng với bản hợp đồng mới là Meseth, con trai của cựu tiền đạo Cardiff City và West Brom cũng như một tài năng khác là James Overy. Sergio Zakanip bất ngờ có động thái bảo vệ Erik ten Hag. Sau khi cùng Manchester United trở qua một mùa giải tương đối đáng thất vọng, khi đội chủ sân Old Trafford chỉ cắn đích ở vị trí thứ 8 tại Hoàng Anh, nhưng tưởng Erik ten Hag sẽ sớm bị giới chủ câu lạc bộ sa thải. Tuy nhiên, tình thế dường như đã xoay chuyển với vị chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ với Bloomberg trong một buổi phỏng vấn mới đây, Sergio Zakanip đã thừa nhận việc sa thải huấn luyện viên sẽ không giải giải quyết triệt để những vấn đề mà Manchester United đã gặp phải cả trong và ngoài sân cỏ. Ông nói, Huấn luyện viên không phải vấn đề trọng tâm ở Manchester United. Đây là một câu lạc bộ thể thao, nó cần phải có tính cạnh tranh, cần cường độ cao nhưng phải có hỗ trợ vì bạn đang làm việc với những cầu thủ tương đối trẻ. Với những phát biểu này của Sergio Tagliani trên truyền thông, nhiều khả năng Erik ten Hag sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo của Quỷ đỏ. Cú cho hàng công của MU cùng Hoi Nun. Vào mùa hè năm 2022 có hai tiền đạo trẻ đến từ Serie với tổng trị giá 25,5 triệu bảng sự xuất hiện của Ramon Hoynun tại Atalanta và Zonzo của Bologna thu hút rất ít sự chú ý bên ngoài Itani vào thời điểm đó. Một vài năm nữa sẽ là cơ hội để Hoynun và Zizi tái hợp tại Manchester United. Atalanta đã kiếm được 50 triệu bảng từ Hoynun trong vòng một năm và hiện tại Bologna đang nhắm tới khoản lãi 27 triệu bảng do Zizi mang lại. Những điểm tương đồng của hai người là rất rõ ràng, mặc dù quỷ đỏ theo đuổi tiền đạo người Hà Lan có ý nghĩa về mặt tài chính, nhưng điều đó sẽ khiến họ sở hữu hai trung phong vào mùa giải tới. Một năm trước, Manotus đã trả giá quá cao cho Hoi đồng ý thỏa thuận trị giá ban đầu 64 triệu bảng cộng thêm 8 triệu bảng phụ phí. Điều đó xảy ra vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của câu lạc bộ gợi ý rằng họ sẽ không chi quá tiền. Điều đó chỉ xảy ra vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của câu lạc bộ gợi ý rằng họ sẽ không chi số tiền quá khủng. Các cuộc đàm phán với Atalanta đã kết thúc với việc thỏa thuận đó đã được đồng ý ngay, cả khi Hoi nôn chỉ ra mắt câu lạc bộ bằng giá 15 triệu bảng một năm trước đó. Với việc Josuji có điều khoản giải phóng 40 triệu euro, đây là một thỏa thuận dễ dàng hơn. Có vẻ đây là một mức phí thực tế hơn so với tiền đạo đã bước ra đột phá nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện ở tuổi 23. Anh đến sau một thương vụ trong mượn thành công tại Adenex, rồi Bologna thấy đủ khả năng để chiêu mộ cầu thủ từ Bayern Munich. Tiềm năng của John Sutter vượt trội hơn nói khi khi là một cầu thủ trẻ, anh chuyển đến Feyenoord đến Bayern Munich vào lúc 16 tuổi và ghi một hat-trick trong trận ra mắt của đội B Bayern Munich. Ngôi sao người Hà Lan đã trải qua 17 lần ra sân ở đội 1 Bayern Munich và chỉ ghi được 4 bàn thắng. Quy đạo của Hoynun diễn ra chậm rãi hơn khi FC Copenhagen để anh đến Tumgat trước khi chân sút người Đan Mạch bắt đầu tỏa sáng ở Áo. Tuy nhiên, ở Serie A họ cũng chỉ có thành tích tương tự. Honun ghi 10 bàn sau 34 trận cho Atalanta trước khi chuyển đến Man United trong khi Ziggy đóng góp 14 bàn thắng sau 58 trận ở Bologna. Trên lý thuyết, thành tích đó không cho thấy Honun hay Ziggy là trung phong đẳng cấp, nhưng Man United vẫn chấp nhận. Quỷ đỏ đồng ý mua Honun vì Anthony Martial đã gây thất vọng. Điều đó buộc Honun phải thi đấu nhiều hơn dự kiến. Con số cuối cùng là 16 bàn sau 43 trận ra sân mang lại nhiều điều đáng kỳ vọng. Chàng trai 21 tuổi cũng có lúc vụng về nhưng cũng từng tạo ra khoảnh khắc đẳng cấp. Anh tỏa sáng tại vòng bảng C1 và nổ súng liên tục từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 2. Hoyun được hưởng lợi từ kinh nghiệm trong một năm đầu tiên ở Oxford và anh nhận được nhiều điều hữu ích khi một tiền đạo khác gia nhập câu lạc bộ. Đặc biệt, người đó có thể lực tốt hơn Matian. Dzeki sẽ mang đến cho Erik Ten Hag hai lựa chọn để đá trung phong và họ sở hữu đôi đá tương đồng. cả hai đều là những tiền đạo cao lớn, nhanh nhẹn và có thể phát triển mạnh ở ngoại hạng Anh. Nếu Dzeki ký hợp đồng, thì thách thức đối với Ten Hag và ban huấn luyện sẽ là phát triển hai tiền đạo thành những chân sút lợi hại. Một năm trước, Ten Hag đã rất muốn Man Utd đón Harikane. Kane. là người dẫn dắt Hoyun, nhưng đáng tiếc kịch bản ấy bất thành. Một năm trước qua, câu lạc bộ Hoàng Anh có vẻ đã tìm thấy một tiền đạo tương tự, cả hai đều đủ sức trở thành những số chín xuất sắc. Chỉ có điều lần này, Hoan sẽ sắm vai người dẫn dắt vì anh có một năm kinh nghiệm thi đấu tại Old Trafford. Dù thế nào thì cả Hoan và lẫn Dizzy đều bổ sung sức mạnh cho hàng công của Quỷ Đỏ theo cách đáng kể. Bằng chứng cho thấy Sergio Mcnip đang mang điểm này tới Man United. Những gì diễn ra trong thời gian qua cùng với tiết lộ mới nhất của Sergio Mcnip chứng minh Quỷ Đỏ đang có những người chủ đúng đắn. Đầu tiên, từ việc giữ Erik ten cải thiện chất lượng Carrington và Old Quyết định đầu tiên cho thấy sự đúng đắn của Sơ Dinh và tập đoàn Eno chính là việc giữ lại Eric Ten Hag Mùa hè năm 2024 là mùa hè chính thức đầu tiên giới chủ người Anh tiếp quản toàn bộ công việc liên quan tới liên quan đến bóng đá của câu lạc bộ. Chính vì lẽ đó, mọi thay đổi và những tính toán chiến lược cần có thời gian để xem xét. Họ đã quyết định giữ lại Eric Ten Hag khi cân nhắc kỹ lưỡng trước những ứng cử viên sang giá như Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino hay Gareth Southgate. Eric Ten Hag được tin tưởng bởi những nỗ lực cải thiện văn hóa làm việc của câu lạc bộ, bao gồm khả năng cung hiến và những màn trình diễn đoàn kết trên sân, sự tin tưởng Erik ten Hag của Sergio Tagnip, đồng thời là tín hiệu giúp các sao trẻ như Kobe Mano hay Alejandro Garnacho, những tài năng được Erik ten Hag tiểu dắt hết mực đang rất vui mừng. Nhiều ngôi sao đội 1 cũng ủng hộ Erik ten Hag tiếp tục ở lại. Đây có thể xem là quyết định mang tính chiến lược và đồng lòng từ nhiều phía, kể cả người hâm mộ. Sergio Tagnip và tập đoàn Nero đã xem xét kỹ lưỡng cơ sở vật chất của Carrington và sân vận động Old Trafford. Họ quyết định đầu tư số tiền để cải thiện cả trong lẫn ngoài hai nơi quan trọng để xem xét những địa điểm sống còn về bộ mặt và chất lượng của quỷ đỏ với góc nhìn đúng đắn và mong muốn ổn định phòng thay đồ để cải tổ chất lượng câu lạc bộ từ bên trong, Sajinacanip đang giúp người hâm mộ MU có niềm tin hơn về tương lai. Hai đến tiết lộ về những chiếc ký mới. Mới đây phát biểu trước truyền thông, Sajinacanip cho biết Man United cân nhắc chiêu mộ một số ngôi sao của câu lạc bộ Nît, đội bóng đồng chủ sở hữu Sajinacanip và tập đoàn Ineo. Đồng thời tiết lộ cho biết một vài cá nhân xuất sắc của Nît cũng mong muốn gia nhập quầy đỏ. Tuy nhiên những toan tính này đã bị ngăn chặn bởi chính quyền đồng chủ sở hữu của Sajinacanip và Nít và cả MU châu Âu không cho phép những câu lạc bộ có cùng gốc mẹ trao đổi, mua bán hoặc liên quan đến nhau về những lợi ích và từ đó khó khăn của Sergio và các đồng sự là không nhỏ. Nhưng chính việc lên tiếng trách móc châu Âu về việc vấn đề chuyển nhượng của các cầu thủ cho thấy Sergio đang nghiêm túc xem xét cải tổ Man United về mọi khía cạnh, không loại trừ những con đường tắt. Thì phú người Anh tin tưởng vào quỷ đỏ cần những ngôi sao được đánh giá đúng năng lực gia nhập quỷ đỏ vào mùa hè năm 2024 để tiếp tục dự án phát triển cùng Erik ten Hag. Giờ đây khi Euro năm 2024 đang diễn ra, nội bộ của Man United vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những thay đổi tích cực. Đây rõ ràng là những điểm này mà Sergio Jim mang lại cho Old Trafford. Xác nhận MU muốn khoản phí khủng cho Mason Greenwood. Trao đổi về tình hình của Mason Greenwood hiện tại, và vào radio Romano cho biết có rất nhiều câu lạc bộ đang tham gia cuộc đua chiêu mộ tiền đạo này. Tuy nhiên, vẫn chưa có đội nào đáp ứng mức phí to lớn mà Manchester United yêu cầu. Thì giả người ý cho biết, có rất nhiều mối liên kết xuất hiện mỗi ngày xung quanh Mason Greenwood mới nhất là Lazio. Nhưng có thông tin mà tôi nghe được là chưa có câu lạc bộ nào thỏa thuận xong mức phí với Manchester United. Đây vẫn là một cuộc đàm phán khó khăn với việc Man United yêu cầu một số tiền lớn và có nhiều câu lạc bộ tham gia đã cố gắng đạt được thỏa thuận. Thế nên cho đến nay thì mọi chuyện vẫn đang cười mở. Trước đó truyền thông Anh cho biết Man United đang đòi hỏi khoản phí 40 triệu bảng cho sự phục vụ của Mason Greenwood, một khoản phí mà các câu lạc bộ không quá mạnh về tài chính như Radio có thể gặp khó khăn và đáp ứng. Dù vậy, sẽ đến tiềm năng mà Mason Greenwood sở hữu. Con số mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra cũng tương đối hợp lý. Đại gia Ả gửi mẫu đề nghị cực khủng. Casemiro đang có một giải thứ hai đáng quên tại Manchester United. Phong độ tụt dốc của anh là nguyên nhân khiến MU luôn gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới và chỉ đứng thứ 8 tại ngoại hạng Anh. Các hạn chế do luật công bằng tài chính và quy tắc bền vững và lợi nhuận của ngoại hạng Anh sẽ khiến Manchester United dễ dạt hơn trong việc chi tiêu. Trước mắt họ cần lấy đi những người thừa để làm chủ quỹ nương. Rafael Varane và Anthony Matean sắp giúp quỷ đỏ giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, Tom Hayden và John Evans cũng sắp đá hạn hợp đồng. Sau những biến cố gần đây, Casemiro không còn nằm trong kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe. Theo các sai, Anad đã tổ chức các cuộc thảo luận với người đại diện của Casemiro về một thương vụ chuyển nhượng trong mùa hè tới. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng Anad đã sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm và đang chuẩn bị gửi cho Manchester United đề nghị ban đầu trị giá khoảng 34 triệu bảng. Đây sẽ là mức phí chuyển nhượng lớn nhất mà Manchester United từng nhận được từ việc bán một tiền vệ. Ten Hag sắp chỉnh nhàng thêm nhiều manu mới. Trao đổi với trang web chính thức của Manchester United, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã hẹn nội về kế hoạch dành cho giai đoạn tiền mùa giải. Erik Ten Hag khẳng định sẽ có những cầu thủ tương tự như Comino xuất hiện trong đội hình của Manchester United ở giai đoạn tiền mùa giải, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ. Sẽ có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và một số cầu thủ trẻ sẽ là một đội hình mạnh nhất có thể. Tất nhiên, những cầu thủ tiến xa ở Copa America hoặc Euro sẽ không tham gia. Giai đoạn tiền mùa giải là để chuẩn bị cho mùa giải mới và chúng tôi cần phải thực hiện bước tiếp theo đó. Đây là một trong những lần duy nhất bạn có cả đội tập trung cùng nhau, có thể tập luyện với cấu trúc, lối chơi cũng như các tiêu chuẩn nhất định. Tận dụng khoảng thời gian này và sử dụng nó một cách hiệu quả là điều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ mang đến những cầu thủ như Copemeno, người lúc đó vẫn chưa biết đến nhiều và hiện tại mọi người đều biết đến cậu ấy. Vì vậy, nếu bạn muốn có cái nhìn đầu tiên về các cầu thủ có thể là những cầu thủ mới hoặc những cầu thủ trẻ sắp bước vào đội 1 từ học viện thì đây là cơ hội của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.